Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học sang chương 7. Ở chương 7 này các bạn sẽ học các gokeise, đó là cách hình thành từ, cách lắp ghép để tạo ra những cái cách sử dụng từ ở trong tiếng Nhật, đúng không? Nó là môn đai 3 ở trong phần thi gì nhỉ? Trong phần thi N2 của chúng ta nhé. Thì bài đầu tiên trong chương 7 đó là Futatsu no kotoba wo furasu, hình thành từ. Chúng ta sẽ ở đây chúng sẽ có những cái từ phức tạo bởi hai thành tố. Đầu tiên mục một nhỏ này, Fukugo doshi. Fukugo doshi đây là chữ Hán, là chữ phức, chữ hợp, chữ động của chữ từ, có nghĩa là động từ phức. Thông thường là động từ phức nó được kết hợp bởi hai động từ lại với nhau. Doshi no ushiro ni tsuku mono là những cái động từ mà được hình thành bằng cách thêm phần phía sau vào. Thì với những động từ hình thành bằng cách thêm phần phía sau vào ấy, thì thông thường nó sẽ có nghĩa nhất định, phụ thuộc vào cái gì nhỉ? Phụ thuộc vào cái động từ được thêm vào đằng sau đấy là gì. Thì ở đây có một số ý nghĩa mà sensei bổ sung thêm. Ở trong giáo trình không có thì các bạn có thể tham khảo nhé. Chưa? Đầu tiên đó là kakeru ichi. Thì với nghĩa đầu tiên nó mang nghĩa là bắt đầu làm gì đó. Bắt đầu làm gì đó nhé. Ví dụ như là hanashi kakeru là gì nhỉ? Bắt chuyện. Đấy, chủ động bắt chuyện. Wadai kakeru là mỉm cười với ai đó này. Thôi kakeru là đặt câu hỏi. Utae kakeru là thúc giục kêu gọi. Hohoemi kakeru là nở nụ cười, tức là gì nhỉ? Tức là nó là kiểu như là cái việc mà thực hiện hành động hướng tới một đối tượng nào đó. Đấy. Bắt đầu này nó cũng không hẳn là bắt đầu giống như là hajimeru mà là bắt đầu đây kiểu như là mình chủ động, đúng không nhỉ? Ví dụ này, hazukashikute suki na hito ni jibun kara hanashi kakeru koto ga dekinai, vì xấu hổ nên không thể tự bắt chuyện, tự mở lời với người mình thích. Kakeru ni là làm gì đó dở dang, thì cái này trong giáo trình không có nhé. Các bạn lưu ý này. Ví dụ, tabe kakeru là ăn dở, nomi kakeru là uống dở, ii kakeru là nói dở dang, đọc dở, viết dở vân vân, còn rất là nhiều cái khác. Ví dụ này, kanojo wa tsukue ni nomi kake no kohi wo oite doko ka ni dekaketa. Cô ấy đặt cốc cà phê uống dở xuống bàn rồi đi đâu đấy. Thì cái hình thức kakeru 2 mang nghĩa là làm gì đó dở dang ấy, rất là hay dùng dưới dạng là n, dưới dạng là v, đúng nhỉ? V mask, bỏ mask cộng kake cộng no cộng cái danh từ, đúng nhỉ? Ví dụ như là chẳng hạn như là đây là cà phê uống dở này, thì quả táo ăn dở sẽ là gì nhỉ? Tabe kake no dingo, hay là cuốn sách đọc dở sẽ là yomi kake no hon. Đấy. Tiếp theo, khi chúng ta cho chữ a ự đằng sau các động từ thì nó mang nét nghĩa là làm gì đó cùng nhau, làm gì đó ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ hanashi au có nghĩa là trao đổi, nói chuyện với nhau, giống từ sodan suru. Koroshi au là giết nhau. Mitsume au là nhìn chằm chằm vào nhau. Tasuke au là giúp đỡ lẫn nhau. Ii au là tranh luận với nhau, nói nhau, cự lại nhau. Hohoemi au là cười với nhau. Ví dụ, shingaku ni tsuite ryoshin to hanashi atta ga ketsuron wa denakatta. Về việc học lên ấy, thì tôi đã trao đổi với bố mẹ rồi, nhưng vẫn chưa đưa ra được quyết định. Tiếp theo, khi mà chúng ta dùng động từ nouns để thêm vào những cái động từ khác, ở đằng sau những động từ khác thì nó sẽ mang cái nghĩa là làm lại một điều gì đó. Ví dụ, kage nouns là suy nghĩ lại. Đấy, suy nghĩ lại mà nhiều khi nó mang tính chất kiểu như là thay đổi ấy, hoặc là bỏ cái việc đấy đi ấy, đúng không nhỉ? Tate nouns, đây là tate, cái này khi mà đánh rafurigana nó bị sai nhá, xóa mất cái tèn tèn đi. Tate nouns là xây lại. Yomi nao sự là đọc lại này. Đây cũng vậy này, cái này đánh nó cũng bị sai. Đây sẽ là gì nhỉ? Đây là chữ atatameru đúng không? Thì nó phải là atatamena nao sự đúng nhỉ? Ata ở đang bị lỗi phông. Atatamena sự là hâm nóng lại nhé. Mi nao sự là xem lại. Kaki nao sự là viết lại. Mitsume nao sự là kiểu như là rà soát lại một cách kỹ càng, đúng không nhỉ? Mitsumeru nó kiểu như là nhìn chằm chằm ấy. Thì ở đây nó kiểu như là chúng ta nhìn chằm chằm, không gì là nhìn chằm chằm lại, mà kiểu như là chúng ta nhìn thật là kỹ, rà soát lại thật là cẩn thận, thật là kỹ nhé. Ví dụ Shukudai wo teishutsu suru mae ni machigai ga nai ka mou ichido minaoshita, có nghĩa là trước khi nộp bài tập ấy thì đã xem lại một lần nữa xem là có lỗi sai hay là không. Tiếp theo, angaru
khi mà các bạn cho đằng sau thì nó mang nghĩa là gì nhỉ? Hoàn thành một việc gì đó, đấy là cái cách dùng đầu tiên. Ví dụ, kaki angaru là viết xong, deki angaru là hoàn thành, ami angaru là đan xong, yaki angaru là nướng xong, taki angaru là nấu xong, yude angaru là luộc xong. Ví dụ, ishukan kakatta ga kino yatto reporto ga kaki angatta, đã mất một tuần nhưng cuối cùng thì báo cáo cũng được viết xong vào hôm qua nhé. Là làm xong cái gì đó, thông thường nó là mấy cái hành vi nó liên quan đến nấu ăn là nhiều đúng nhỉ, với lại mấy cái động từ cố định như thế này, các bạn có thể nhớ theo cách như thế. Tiếp theo, agaru 2 thì nó mang nghĩa là động tác hoặc là hoạt động hướng lên phía trên. Ví dụ, tachi agaru là đứng lên, oki agaru là nhổm dậy đúng nhỉ, chúng ta đang nằm ở giường ấy, chúng ta bật dậy, chúng ta ngồi dậy, thức dậy và chúng ta cũng nhổm dậy luôn thì gọi là oki agaru nhá, nhổm dậy khỏi giường này. Tobi agaru là bay lên. Ví dụ, isから tachi agaroとしたら senaka ni surudoi itami o kanjita, tức là lúc mà tôi đứng dậy khỏi ghế ấy, thì tôi cảm thấy lưng đau nhói đúng không? Tiếp theo, chúng ta có động từ thêm das đằng sau. Nghĩa thứ nhất nó mang nghĩa là làm gì đó hướng ra. Ví dụ, yobidasu là gọi ra này, tsuredasu là dẫn ra ngoài này, kashidasu là cho mượn, cho vay và người ta sẽ mang cái đồ đấy đi về đúng nhỉ, ra. Mochidasu là mang ra, đem ra. Nukidasu là trích dẫn ra, chọn ra, lấy ra. Tobidasu là lao ra, phi ra. Và nigedasu là gì? Trốn ra, đúng không? Toridasu là gì nhỉ? Moi ra, móc ra, lấy ra nhé. Ví dụ, Denwa de kanojo yobidashite presento watashita, có nghĩa là dùng điện thoại gọi bạn gái ra và trao cho cô ấy món quà. Thì nếu mà chỉ là yobimasu thì nó chỉ là gọi thôi, nhưng mà đây là yobidasu là bạn ấy đang ở ở nhà và mình dùng điện thoại mình gọi bạn ấy ra đến chỗ mình đúng không? Tiếp theo, dasu 2 mang nghĩa là làm gì đó một cách đột ngột. Đấy. Ví dụ, arukidasu là bắt đầu bước đi này, nakidasu là bật khóc, okoridasu là đột nhiên nổi giận, utaidasu là bất ngờ hát, iidasu là đột nhiên nói, hanashidasu là bắt đầu câu chuyện, itamidasu là bỗng dưng thấy đau. Nhá, nó là những cái mà mang tính chất đột ngột. Ví dụ, kyuni imoto ga nakidashita no de bikkurishita, giật mình vì đột nhiên em gái bật khóc. Tiếp theo, khi động từ mà cho thêm mawaru đằng sau thì nó mang nghĩa là làm gì đó xung quanh hoặc là vòng quanh. Ví dụ, arukimawaru là đi lòng vòng, mimawaru là nhìn quanh, hashirimawaru là chạy quanh, sagashimawaru là tìm quanh, asobimawaru là rong chơi, chơi quanh, chơi lanh quanh đấy, nigemawaru là trốn tránh khắp nơi, tobimawaru là bay lòng vòng, bay xung quanh, bay quanh. Ví dụ, ieju sagashimawata no ni toto saifu wa mitsukaranakata, tìm quanh quanh khắp nhà rồi mà cuối cùng vẫn không thấy cái ví đâu cả. Tiếp theo, với komu thì chúng ta có cách dùng đầu tiên, nó mang nghĩa là hoạt động hướng vào. Ví dụ, norikomu là vào, bước vào, xâm nhập, tobikomu là lao vào, nó trái nghĩa với từ tobidasu là lao ra nhé, mazekomu là trộn lẫn, hòa trộn vào nhau, cho nó tan vào nhau, cho nó quyện vào nhau, mochikomu là mang vào, shimikomu là ngấm vào, nhiễm vào, kakekomu là lao vào. Tiếp theo, tsumekomu là nhồi nhét. Ví dụ, hikoki no naka ni knife ya lighter o mochikomu koto wa kinshi sarete iru, là việc mang dao và bật lửa vào trong máy bay ấy, thì bị cấm mang vào. Komu 2 nó mang nét nghĩa là hành động mang tính chắc chắn, cố định, mạnh mẽ. Ví dụ, shinjimasu là tin, thế nhưng mà shinjikomu là tin chắc. Đấy. Omoi là mát, omo là nghĩ, xin lỗi. Thì omoikomu là nghĩ chắc rằng như thế, đinh ninh rằng như thế. Và đôi khi là cái quan niệm suy nghĩ đấy thường là bị sai đúng không nhỉ? Damarikomu là câm lặng. Ochikomu là suy sụp chán nản. Nemurikomu là ngủ sâu. Hanashikomu là say sưa trò chuyện. Đấy, cái trạng thái của hành động nó mang tính chất chắc chắn và cố định đúng không? Ví dụ, Kanojo wa watashi yori toshishita da to omoikondeita ga jitsu wa toshiue datta. Cô ấy thì tôi cứ đinh ninh là đúng nhỉ, cô ấy kém tuổi tôi, hóa ra cô ấy lại là hơn tuổi. Đấy là hình thức khi mà chúng ta cho gì đấy, chúng ta cho động từ vào sau, vào sau gì nhỉ, vào sau những cái động từ khác đúng không, để tạo ra dạng gì nhỉ, để tạo ra dạng động từ phức. Thì trái với nó cũng sẽ có cái dạng mà chúng ta sẽ cho những cái phần trước để tạo thành ra những cái động từ phức khác đúng không nhỉ.
Động từ phức, động từ hình thành bằng cách thêm phần phía trước. Thì với những cái động từ này thì nhiều khi là cái nét nghĩa nó không được rõ ràng như là cái thằng cho vào đằng sau nhá. Thì chúng ta sẽ thông thường là chúng ta sẽ nhớ theo cụm từ, theo nghĩa. Ví dụ đầu tiên là đi vậy thôi đi, chúng ta sẽ có một số cách dùng như sau. Ví dụ thôi đi ireru có nghĩa là áp dụng này. Yarikata kange o thori ireru là áp dụng cách làm, áp dụng cách suy nghĩ. Thori kaeru là thay, đúng nhỉ? Ví dụ denchi o thori kaeru là thay pin. Thori kesu là hủy. Ví dụ yoyaku o thori kesu là hủy đặt trước. Shinbun de jiken o thori ageru là đưa ra, đấy, nêu ra. Đấy. Ví dụ như là shinbun de jiken o thori ageru là đưa vụ việc lên mặt báo nhá. Cùng đưa ra để bàn luận đấy. Thori dasu là gì nhỉ? Là lấy ra. Poketto kara saifu o thori dasu là lấy ra ví từ trong túi, đúng không? Lấy cái ví từ trong túi ra. Tiếp theo, những cái từ đi kèm với lại uke thì cái từ này nó cũng khá là có cái nghĩa chung chung, đấy là kiểu như là tiếp nhận ấy. Đấy. Ví dụ uke ireru là tiếp nhận, nhưng mà dùng với lại những cái hình thức nhá. Tiếp nhận người, đúng không? Tiếp nhận du học sinh nhá. Hay là tiếp nhận cái te-an là cái đề án, có nghĩa là phương án, chấp nhận phương án. Tiếp theo, ukemotsu nó giống từ tanto suru, đúng nhỉ? Có nghĩa là đảm nhiệm. Đấy. Ví dụ đi với lại shigoto jūgyō, đúng nhỉ? Đảm nhiệm công việc, phụ trách giờ học. Uketoru là ghép nhận với lại toru là lấy, đúng không? Thì uketoru là nhận lấy. Ví dụ nimotsu o uketoru là nhận lấy hành lý. Tiếp theo, ate này. Ví dụ jōgen ni atehamaru là hợp điều kiện, đây là một tự động từ nhá. Còn tha động từ là atehamaru, nó là làm hợp với, hoặc có thể dịch thoáng hơn đấy là áp dụng. Ví dụ kaigai no re o nihon ni atehameru là gì nhỉ? Áp dụng các ví dụ ở nước ngoài vào Nhật Bản. Ví dụ như thời Minh trị ấy, đổi mới, đúng không nhỉ? Là người ta áp dụng những cái hình thức học tập ở phương Tây để người ta áp dụng vào nước Nhật. Tiếp theo, các động từ đi với từ kumi thì thông thường nó mang nghĩa là ghép lại với nhau. Ví dụ hondana o kumitateru là lắp ghép giá sách. Shiroi shatsu to kuroi skato o kumi awaseru. Kumi awaseru mang nghĩa là gì nhỉ? Kết hợp, đúng không? Kết hợp áo trắng, áo sơ mi trắng với lại váy đen. Các từ đi với lại oi này. Oi thì nó thông thường nó mang nghĩa là kiểu như là đuổi chạy. Ví dụ oi kakeru là đuổi theo. Dorobo oi kakeru là đuổi theo kẻ trộm. Ngoài ra có thể dùng theo kiểu là đuổi theo ước mơ, đúng không? Yume o oi kakeru. Oikos là chạy vượt qua nhá. Ví dụ mae no kuruma o oikos là chạy vượt qua cái xe phía trước. Oitsuku là bắt kịp. Đấy, mình đang ở sau và mình thì nhờ mình đuổi kịp nó, đúng không? Mình đi ngang bằng với nó. Mae no kuruma ni oitsuku là bắt kịp xe phía trước. Thế nhưng mà lúc mình bắt kịp rồi và mình lại nhanh hơn thì mình đi quá thì sẽ dùng từ oikosu nhá. Tiếp theo, oidasu là đuổi, đúng nhỉ? Ví dụ niwa kara neko oidasu là đuổi con mèo ra khỏi sân. Những cái đi kèm với lại huri thì nó thông thường nó mang nghĩa là nhìn lại. Ví dụ furikaeru là nhìn lại, nhưng mà nhìn lại đây là nhìn lại kako, nhìn lại quá khứ, nhìn lại một khoảng thời gian. Còn furimuku là ngoái lại, ngoảnh lại, thông thường là về mặt không gian, đúng nhỉ? Furikaeru thông thường là về thời gian, còn furimuku là về mặt không gian nhé. Ushiro furimuku là ngoái lại phía sau. Đi với sashi này, ví dụ sashidasu là gì nhỉ? Vươn ra, đúng không? Mae ni te o sashidasu là vươn tay ra phía trước. Sashihiku là trừ, khấu trừ. Ví dụ kyūryō kara zeki o sashihiku có nghĩa là trừ phần thuế vào lương. Tiếp theo, đi với lại thori này. Ví dụ thori kakaru là đi ngang qua. Ví dụ gūzen hito ga thori kakaru có nghĩa là tình cờ có người đi ngang qua. Thori sugiru là đi qua. Ví dụ taifu ga thori sugiru là cơn bão nó đi qua, nó vượt qua, nó không còn ở đây nữa, đúng nhỉ? Hai cái thori kakaru và thori sugiru nó khác nhau ở nét nghĩa như vậy, các bạn lưu ý nhá. Đấy, tình cờ có người đi ngang qua là kiểu như là gì đấy, một người nào đó đi lướt qua mình ấy. Đấy, còn đây là kiểu như là cơn bão nó không còn ở đấy nữa, nó không còn ảnh hưởng nữa. Tiếp theo, nori này, nori okureru là lỡ, đúng nhỉ? Lỡ tàu, lỡ xe. Ví dụ densha ni nori okureru là lỡ chuyến tàu điện.
Noriko là đi quá. Mình cần xuống ở ga A nhưng mà mình lại lơ đễnh, mình đi quá mất. Đúng nhỉ, thì dùng cái từ này. Ekyo norikos là đi quá cái ga cần xuống. Norikoeru là vượt qua. Ví dụ, konnao norikoeru là vượt qua khó khăn. Các chữ đi với lại mi này. Ví dụ, mikakeru là nhìn thấy, bắt gặp, mình không có chú ý nhưng mà nó tự đập vào mắt, đúng không? Ví dụ, machide kanbao mikakeru là nhìn thấy bảng quảng cáo trên phố. Minarahu là nhìn và học tập, đúng không nhỉ? Nghĩa là học hỏi nhé. Lipana senpai minarau là học hỏi đàn anh ưu tú, học hỏi đàn anh xuất sắc. Miokuru là tiễn, ví dụ kuko de tomodachi wo miokuru là tiễn bạn ở sân bay. Mitsumeru là nhìn chằm chằm, đúng nhỉ? Shashin wo mitsumeru là nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Minareta, nó thông thường dùng dưới hình thức này chứ ít khi dùng dưới dạng là minareru nên người ta không dùng minareru cho các bạn. Minareta keshiki là phong cảnh đã quen mắt nhá. Mi là nhìn đúng không? Naremasu là quen. Thì đây là kiểu như là nhìn quen rồi, quen thuộc rồi. Các từ đi với lại hikimasu này. Ví dụ, hikiukeru là tiếp nhận. Đấy, shigoto hikiukeru là tiếp nhận công việc, nó khá là giống cái từ gì nhỉ? Ukemotsu hay là từ tantosuru đấy. Hikikaesu là quay về nhà, nó giống từ modoru. Tochude ie ni hikikaesu là quay về nhà giữa chừng. Giữa đường thì mình quay về nhà có thể là vì quên đồ hay gì đó. Hikitoru là lấy lại. Azuketa nimotsu wo hikitoru là mình lấy lại hành lý đã gửi. Hikitomeru là giữ chân, đúng nhỉ? Ngăn lại. Ví dụ dokokai ni ikoto suru hito, hikitomeru là giữ chân người đang có ý định đi đâu đó, đúng không nhỉ? Mình muốn người ta ở lại để mình nói chuyện gì gì đó chẳng hạn, thì mình sẽ làm cái hành động là hikitomeru là giữ lại nhé, ngăn lại, không cho người ta đi. Hikidasu là rút, ví dụ như là ginko de okane wo hikidasu, rút tiền ở ngân hàng, thì cái từ này các bạn biết từ rất là lâu rồi, ở những cái trình độ N4 các bạn học rồi. Tiếp theo này, chúng ta có vẫn là chữ dẫn, thế nhưng mà không phải đọc là hiki nữa mà đọc là gì nhỉ? Chữ hi và âm ngắt đúng không? Đấy. Đầu tiên, hikkakeru. Hikkakeru nó mang nghĩa là vướng vào, ví dụ ashi wo kodo ni hikkakeru là chân vướng vào dây điện. Hikkakaru là mắc vào. Kini hūsen ga hikkakaru là bóng bay nó mắc vào cái cây. Hikkaku là cào, ví dụ như là neko ga kabe wo hikkaku là mèo nó cào tường. Hikkomu là lui vào, đúng nhỉ? Tenin ga mise no oku ni hikkomu là nhân viên lui vào sâu phía bên trong cửa hàng. Hipparu là dẫn dắt, đấy. Lôi kéo, nhưng mà đây trong trong trường hợp cái câu ví dụ này chúng ta sẽ dịch là dẫn dắt nhé. Captain có chimu hipparu tức là đội trưởng. Captain là đội trưởng đúng không? À, chúng ta có cái gì nhỉ? Captain America ấy, đội trưởng Mỹ rất là nổi tiếng. Đội trưởng này dẫn dắt cả đội đúng không nhỉ? Đấy, đội trưởng gánh team. Tiếp theo, chúng ta có những cái từ đi với uchi này, ví dụ như là uchikesu là bác bỏ, ví dụ như là bác bỏ tin đồn. Uwasa uchikesu. Uchiawaseru là bàn bạc, đúng nhỉ? Ryoko no mae ni tomodachi to uchiawaseru nghĩa là bàn bạc với bạn trước chuyến du lịch. Sure thì chúng ta có sure chigau có nghĩa là đi lướt qua. Michi de kirei na hito to sure chigau nghĩa là đi lướt qua người đẹp ở trên đường. Thì đấy là gì nhỉ? Đấy là những cái hình thức mà chúng ta dùng động từ cả ghép trước và ghép sau nhé. Thì ngoài ra chúng ta có một số cái cách khác, một số cái hình thức khác nữa. Chúng ta hình thành từ một cách thêm vào sau danh từ thì các bạn lưu ý ở phần 3 này nhé. Đầu tiên chúng ta có này, những cái từ mà thêm zukai đằng sau thì nó thể hiện cách thức phương thức. Ví dụ kotoba zukai có nghĩa là cách dùng từ hoặc là cách ăn nói. Iro zukai là cách sử dụng màu sắc. Kane zukai là cách tiêu xài. Ví dụ mensetsu dewa kotoba zukai ni kiyo tsukeyo, trong buổi phỏng vấn thì hãy cẩn thận cách ăn nói đấy. Tiếp theo, những cái mà đi với lại chữ gì nhỉ? Chữ đây là chữ duyên, có nghĩa là men theo đúng không nhỉ? Bình thường nó là chúng ta có ngữ pháp là nisote ấy, là dựa trên, dựa theo ấy, thì đây nó mang nghĩa là ven theo, dọc theo nhá. Ví dụ như là michizoi là dọc theo con đường này, ven đường này. Gawazoi là gì đây nhỉ? Kawa, đây là kawa không phải là gawa. Kawazoi là gì đấy? Ven theo con sông, dọc theo con sông. Kaigan là bờ biển thì kaiganzoi là dọc bờ biển. Ví dụ, michizoi ni sakura no ki ga uerarete iru
là anh đào được trồng dọc theo con đường. Tiếp theo, những cái từ đi kèm với từ atsukai nó mang nghĩa là coi như, đối xử như với. Ví dụ, kodomo atsukai là coi như trẻ con. Hanin atsukai là coi như tội phạm, đối xử như tội phạm. Oya wa itsumademo watashi o kodomo atsukai suru. Bố mẹ lúc nào cũng coi tôi như trẻ con vậy. Ake nó nghĩa chỉ về khoảng thời gian kế tiếp. Ví dụ, shu ake là đầu tuần tiếp theo, đúng nhỉ? Hết tuần này thì sẽ sang đầu tuần tiếp theo này. Yo là đêm đúng không? Thì yo ake là dạng sáng, bình minh nhé. Yasumi là ngày nghỉ thì yasumi ake là ngày kế tiếp ngày nghỉ. Ashita wa nichiyo nanode shu ake ni ukagaimasu. Vì ngày mai là chủ nhật cho nên là sang đầu tuần sau tôi sẽ đến, có thể là thứ hai đấy. À, những cái từ đi kèm gì nhỉ? Đi kèm với lại chữ này, thực ra trong điều này sẽ đọc là zumi các bạn nhé. Ghép vào thì đọc là zumi chứ không phải là sumi. Zumi có nghĩa là, bình thường cái động từ sumu có nghĩa là xong, hết, kết thúc đúng không? Thì zumi này mang nghĩa là hết, kết thúc hoặc là xong. Ví dụ, shio zumi là đã qua sử dụng này, thoroku zumi là đã đăng ký, kaiketsu zumi là đã giải quyết, shio zumi no denchi o suteta là vứt pin đã qua sử dụng đi. Tiếp theo, các bạn có tương tự cái đây ghép vào thì nó cũng phải đọc là gì nhỉ? Cũng phải đọc là zure đúng không? Không đọc là tsure nữa. Cái này khi mà gõ ra nó bị nó nhận diện là chỉ có một chữ cho nên là nó bị sai. Nghĩa là dẫn đi, dẫn theo. Ví dụ kazoku zure là dẫn theo gia đình, kodomo zure là dẫn theo trẻ em, dẫn theo con. Sannin zure là gì nhỉ? Dẫn theo ba người đúng không? Sannin nhé. Sannin zure là dẫn theo ba người. Ví dụ Departo kazoku zure de ippai da. Quầy bách hóa đông ấy vì mọi người dẫn theo gia đình. Tiếp theo, đi kèm với lại chigai có nghĩa là sự khác nhau, sự nhầm lẫn. Ví dụ, iro chigai là màu sắc khác nhau, hito chigai là nhầm người, keisan chigai là tính toán sai. Ví dụ, iro chigai no chisatsu o samai kata, mua ba cái áo phông có màu sắc khác nhau. Shiriai da to omotte tara hito chigai datta, cứ nghĩ là người quen hóa ra lại là nhầm người. Tiếp theo, đi với lại tate thì nó mang nghĩa là vừa mới được làm xong. Ví dụ, yakitate là vừa nướng xong, dekitate là vừa hoàn thành xong, toretate là vừa hái xong. Thông thường nó hay dùng cho kiểu nấu ăn ấy. Toretate no shinsen na yasai o taberu là ăn rau tươi vừa mới hái. Tiếp theo này, đi với lại oki nó mang nghĩa là mỗi hoặc là cách. Ví dụ, ni metoru oki là cứ cách 2 mét, ni ichi nichi oki là cách 1 ngày 1, đúng nhỉ? Cứ cách 1 ngày, hitotsu oki là cách 1 cái 1. Ví dụ, 2m oki ni ki ga uerarete iru là cứ cách 2 mét thì lại có một cái cây được trồng nhá, nó cứ khoảng cách đều như vậy. Tiếp theo này, đi với buri thì nó mang nghĩa là tác phong, phong thái, phong cách. Ví dụ, shigoto buri là tác phong làm việc, hanashi buri là phong thái nói chuyện, kurashi buri là phong cách sống. Kare no shigoto buri wa bucho ni mo hyouka sarete iru, tác phong làm việc của anh ấy được cả trưởng phòng đánh giá cao. Cuối cùng trong bài hôm nay đó là những cái từ đi kèm với tsuki thì nó mang nghĩa là cái vẻ nó toát ra bên ngoài. Ví dụ, metsuki là ánh mắt, kaotsuki là vẻ mặt, karatsuki là dáng vóc, hình thể. Ví dụ, musume no kaotsuki ga saikin tsuma ni nite kita, vẻ mặt con gái tôi dạo gần đây trông rất là giống mẹ nó, đúng nhỉ? Đấy, trông rất giống vợ tôi, tức là mẹ nó đấy. Thì đó là cái phần gì nhỉ, cái phần bài từ phức rất là quan trọng đúng không? Dùng nhiều trong đời sống cũng như là trong đi thi GPT thì các bạn hãy cố gắng xem video và làm bài tập để có thể củng cố kiến thức một cách vững chắc nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sắp tới.